buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam pi buddham saranam gacchami dutiyam pi dhammam saranam gacchami tutiyam pi sangham saranam gacchami tatiyam pi buddham saranam gacchami tatiyam pi dhammam saranam gacchami tatiyam pi sangham saranam gacchami Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā
hay học bài thiền tâm sản. Có bốn cái pháp thiền gọi là các cái pháp thiền nó thuộc về các cái pháp thiền phạm trú. Phạm trú tức là cái chỗ an trú của tâm của phạm, ở đây là các vị phạm thiền. Cái tâm của các vị phạm thiền rất là thanh tịnh, thường an trú ở trong các cái pháp thiền. Và cái một cái hành giả mà tu tập thiền ở trong cái pháp thiền này cũng được gọi là những cái pháp thiền phạm trú, là cái tâm nó tương đương với tâm của các vị phạm thiền. Này cũng gọi là cái pháp tứ vô lượng tâm, tức là cái tâm này nó có thể mở rộng ra khắp vô lượng vô biên chúng sinh. Đó là một trong bốn cái pháp thiền định, và có cái oai lực đó là nó đối trị được với lại những cái tâm phiền não, đặc biệt là về sân hận. Như là thiền tâm từ thì nó có thể đối trị được tâm sân. Một hành giả mà hành thiền tâm bi thì nó sẽ đối trị được cái tâm tật đố hay là ganh tị. Cái người hành giả mà hành thiền về tâm bi thì nó sẽ đối trị được với cái tâm tâm bi, thì nó đối trị được với tâm tàn hại, cái tâm não hại, cái tâm mà ác ý bất thiện. Còn tâm nhì thì nó đối trị với tâm tật đố ganh tị. Còn vậy thì tâm sản nó sẽ đối trị cái tâm gì? Tâm từ thì nó đối trị sân nhé, bi đối trị với lại ác ý thôi. Hỉ thì đối trị canh tị, còn xả thì đối trị cái gì? Xả thì nó xả có nghĩa là xả có nghĩa là xả bỏ. Nhưng bây giờ mình có một cái hồ nước nó đầy, mình phải xả bớt nó đi, xả bớt đi. Bây giờ mình có cái gì nó nhiều quá, mình phải xả đi. Thì cái tâm xả đây thì nó sẽ xả, nó sẽ đối trị với cả hai loại tâm, đó là tâm tham và tâm sân. Xả nó sẽ đối trị cả tâm tham và tâm sân. Vậy nên cái người hành thiền tâm xả là vậy. Nếu một người hành đến thiền tâm xả, nó sẽ trở thành vô tham và vô sân vậy. Giờ muốn được vô tham vô sân thì phải hành cái thiền tâm xả, buông xả. Có những người có cái hạnh buông xả. Ví dụ bây giờ có mình không may mình làm cho ai mà người ta nổi nóng lên đấy. Nhưng đến lúc mà mình mà muốn hòa giải lại, mình mà muốn làm hòa lại thì mình phải nói làm sao? Thôi mà hỉ xả đi, hỉ xả đi, hỉ xả. Hỉ nó vui lên, còn xả lại buông nó đi. Buông nó đi, không may nỡ lời nói cái gì là người ta tức thì người ta định người ta đánh mình đấy. Mà thôi hỉ xả đi, hỉ xả đi. Thế nhưng mà bây giờ chẳng may mà mình bị mất một cái gì đó, xong là mình rất là nuối tiếc. Mình rất là nuối tiếc thì bây giờ người khác đến an ủi sẽ bảo làm sao? Bảo bây giờ người khác người ta mất một cái gì đó, người ta rất là nuối tiếc, người ta đau khổ, người ta buồn phiền, người ta ở trong lòng, người ta ăn ngon ngủ không yên. Bây giờ mình đến và mình an ủi người ta thì mình an ủi làm sao? Và thôi mà hãy xả bỏ đi, hãy xả bỏ, hãy buông xả đi, hãy buông xả đi. Phải không? Vậy là cái thiền tâm xả nó sẽ làm cho mình có được cái hỷ xả, có cái buông xả. Thì mình sẽ an nhiên tự tại, không bị não phiền nữa. Vậy thiền tâm xả này, thiền tâm xả là một cái đề mục phạm trú cuối cùng, có đối tượng là những hữu tình. Thì cái pháp thiền tâm xả nó cũng giống như tâm từ bi hỷ vậy, và đây là cái đề mục cuối cùng, và cái đề mục này là cao cấp nhất. Và cái đối tượng của nó là những người hoặc là các cái hữu tình khác, chư thiên hay là ngã quỷ hay là súc sinh đều là đối tượng của nó hết. Mình có thể hướng tâm đến các loài hữu tình, tất cả các loài chúng sinh muôn loài. Hữu tình là những cái loài mà có chi giác. Nền tảng của nó là các phạm trú đi trước. Tức là thiền sinh muốn thực hành thiền tâm xả thì trước tiên phải hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Sau đó thì mới thực hành thiền tâm xả được. Bây giờ mình không hành thiền tâm từ, không hiền tâm bi, không hiền tâm hỷ hết. Mình buông xả luôn. Thôi bây giờ tôi buông xả hết, tôi chẳng quan tâm đến ai. Ai tốt, ai xấu, ai hay, ai dở, ai vui, ai buồn, mặc kệ, tôi không quan tâm đến ai. Thì cái đấy là tâm gì? Mình không đả tâm từ, không tâm bi, không tâm hỷ gì hết. Mình bảo từ nay tôi chỉ biết mỗi tôi thôi, còn mọi người tôi không quan tâm. Đấy là tâm si. Nếu như bây giờ mình không cần biết đến ai, không cần biết đến cái gì,
thì đấy nó không phải là tâm xả đâu mà nó là tâm si. Rồi bắt đầu mai đi mình cứ chỉ biết mỗi mình thôi, người khác sống chết hay dở, được mất, hoặc là cái người bên cạnh người ta có cháy nhà người ta kêu than mà thôi, mặc kệ ai sống ai chết, mặc ai, rồi cứ biết tôi thôi. Thì lúc đấy nó không phải là tâm xả nữa, mà là lúc đấy nó là tâm si. Còn tâm xả ấy, là nó phải có cái tâm từ đi trước. Tâm từ là làm sao? Là mong cho cái người đó được những điều tốt đẹp. Tâm bi là làm sao? Mong cho cái người đó thoát khổ đau. Tâm hỷ làm sao? Là mong cho cái người đó không luôn được thành công. Rồi mới bắt đầu lúc đấy mới đến tâm xả. Tâm xả đó là không phải lo lắng gì cho người này nữa, bởi vì cái người này người ta đã tự lo được cho mình rồi, người ta tự có cuộc sống của họ rồi, họ tự có cái nghiệp của họ rồi, họ tự sống với cái nghiệp của họ. Thì lúc đấy là mình khởi lên cái tâm đó là thấy người đấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp rồi, mình không còn phải lo lắng nữa. Thì lúc đấy nó là tâm sạch, không cần phải bận tâm, không cần lo lắng vì người đó đã an toàn rồi. Ví dụ bây giờ Đức Phật nhìn chúng sinh nhé. Đức Phật nhìn chúng sinh, bắt đầu nhìn thấy chúng sinh thì Đức Phật mong rằng tất cả chúng sinh này được đi đến giác ngộ. Thì đấy là tâm gì? Đấy là tâm từ. Còn khi mà Ngài thấy những chúng sinh đang đau khổ, chết chỗ này sinh chỗ kia, thì cái đấy là tâm bi. Còn khi mà Ngài thấy những chúng sinh đang chăm chú chịu khó đêm ngày tu tập hành thiền, Ngài rất là tán thán và lành thay. Các con hãy tinh tấn hành thiền nên tha thú. Thì đấy là tâm hỷ. Còn đến khi mà có những bậc đã chứng đắc các đạo quả là thánh quả A-la-hán rồi, đến trình bày với Đức Phật, con đã chứng đắc đạo quả rồi, thì Đức Phật ôi thế thì tốt rồi, từ nay ta không cần phải lo cho ngươi nữa, vì lúc đấy là yên tâm rồi. Thì lúc đấy là tâm xả, nên phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và có tâm xả là vậy. Thiền tâm xả này sẽ bảo vệ thiền sinh tránh được những nguy hiểm ở bên trong. Đây là một trong những pháp thiền bảo hộ. Đấy, những cái pháp thiền này nó có cái tính chất là bảo vệ cái người thực hành thiền đấy, tránh được những nguy hiểm. Tránh được nguy hiểm ở bên trong đó là những cái tham ái và sân hận ở bên trong. Bên trong mình lúc nào nó tiềm tàng cái tham ái hoặc là cái sân, tham và sân. Bây giờ mình có thể là mình có thể có những cái nguy hiểm như về tâm sân. Không biết là mai mốt này, bây giờ mình đang bình yên thế này, nhưng mà có ai đó mà chọc tức mình một cái, mình có thể nổi khùng nên mình đánh người ta, rồi bị người ta đánh lại, hoặc là mình sẽ bị quả báo, bị trừng phạt, bị phạt tù. Hoặc là bây giờ mình có cái tâm sân, mình thấy ai người ta khả ái, người ta có nhiều cái tâm tốt, người ta có nhiều cái tính đức tính tốt quá, thì mình bị tham ái, bị dính mắc với người ta. Thì đấy là cái nguy hiểm ở bên trong. Và người hành thiền tâm xả này nó sẽ dừng, nó sẽ chế ngự được cả hai cái tâm đấy, nó làm cho mình tự tại trước những cái cảnh, trước những cái hoàn cảnh, trước những cái cảnh nó khả ái hấp dẫn và những cái cảnh nó chán ghét ở bên ngoài. Ví dụ có một cái người nào đó, người ta nói rất là hay, người ta đến người ta nói dùng những cái lời hay ý đẹp, người ta tán thán, người ta nịnh mình chẳng hạn. Thế mà một cái người mà có cái tâm tham là sẽ thích, và cứ thấy người ta khen một cái là cười thích khúc khích. Hay mà khi mà bị chê một cái thì nhăn nhó cau có, chửi mắng lại. Và cứ ai khen mình thì mình sẽ hết lòng hết dạ tốt với người ta, mà ai chê với mình thì mình sẽ tìm mọi cái cách để báo thù người ta. Đấy là nó tiềm ẩn những cái nguy hiểm ở bên trong như vậy. Còn hành thiền tâm xả thì nó sẽ dừng dưng được trước hai cái đấy. Nên đó, dù có người khen mình cũng dừng dưng, không có thích. Dù bị người ta chê bai, chỉ trích, châm biếm thì mình cũng không có bị tức bực, không có khởi lên cái tâm sân giận. Thì đấy là thiền tâm xả này nó sẽ chế ngự được, nó sẽ bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm ở bên trong đấy.
tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài, nó hóa giải được sự yêu và ghét của người bên ngoài, nên không bị ai làm phiền, không có bị ai làm nhiễu loạn mình. Thế bây giờ có một cái người, người ta dửng dưng, khen người ta cũng chẳng thích, mà chê người ta cũng chẳng buồn, khen người ta cũng chẳng vui, chê người ta cũng chẳng buồn, thì mai mốt mình còn tìm đến để khen người ta nữa không? Cái người này kỳ quá, khen nó cứ lạnh như là đá, mà chê nó cũng dửng dưng như không. Thế thì thôi, chẳng còn ai muốn khen, chẳng còn ai muốn chê nữa, chẳng còn ai muốn tìm đến cái người đó để nói chuyện nữa. Nói những cái chuyện gì, nói rằng là đi làm cái việc này hấp dẫn lắm, có nhiều lợi lạc lắm, có nhiều lợi ích lắm, nó có làm không? Chẳng nói gì, nó cứ lắc đầu không? Xong rồi nó bảo là ôi ở đây có nhiều cái nguy hiểm lắm, có nhiều cái người xấu đang rình đập ở bên đấy, mà xong là nói mà thôi tránh đi, tìm chỗ khác, đừng chơi với người đấy đi. Nhưng mà cái người có tâm xả thì người ta nghe theo không? Người ta cứ dừng dưng, người ta lắc đầu, chẳng bàn luận, chẳng nghe theo, chẳng dễ bị người khác kích động. Thì đấy là cái người có tâm xả là vậy, dù có nói hay cũng dừng dưng cũng như không ấy. Dù con mình có nói hay, nói dở, nói tốt, nói xấu gì thì người ta cũng chẳng có bị dao động, tức là cái tâm nó tự tại, đối cảnh vô tâm. Đấy mới là cái sự mà xúc chạm pháp thế gian mà tâm không động, không sầu, tự tại, nó tự tại như vậy. Thì thôi, chẳng còn ai. Bây giờ cứ một cái người, người ta muốn yêu quý cái người này, người ta đến, người ta nói những cái lời, nói đến những cái lời tâng bốc, nói những cái lời khen ngợi, nói những cái lời ngọt ngào đường mật, mà thấy cái người này nó cứ dửng dưng như không, chơ chơ như đá, chẳng có gì cả. Có một cái người thì người ta ghét, người ta cứ tìm mọi cách, người ta chỉ trích, người ta nói kích, nói bác, nói để cho cái người này phiền muộn sầu não. Nhưng mà cái người này nó cũng dửng dưng, vẫn chẳng vui, nó cũng chẳng buồn, nó chẳng phản ứng lại như thế nào cả. Vậy thì rồi dần dần nó sẽ làm cho cả người yêu cũng chán rồi bỏ chạy, rồi bỏ đi, làm cho cả những người ghét cũng chán rồi bỏ đi. Đấy là cái trạng thái của cái thiền tâm xả, nó hóa giải được những cái sự yêu và ghét ở bên ngoài. Vậy thì cái người tâm xả ấy sẽ không có ai yêu cả, mà cũng không có ai ghét cả. Thế thường thường mọi người trên đời thì mình thích làm sao? Thích được nhiều người yêu phải không? Thích được càng nhiều người yêu càng tốt, càng nhiều người, càng ít người ghét thì càng tốt. Nhưng mà cái hành vi pháp xả này thì nó xả hết, tốt cũng xả, yêu cũng xả, ghét cũng xả. Đấy là nó không có phiền hà, không có nhiễu loạn gì hết. Thế cho nên là ăn ngon ngủ yên, không có ai quấy rầy. Và cái pháp thiền tâm xả này nó hỗ trợ cho các cái pháp thiền cao hơn để đi đến giải thoát. Khi mà mình, đây nó chỉ là một pháp thiền định thôi, và nó sẽ chế ngự được cái triển cái về tham dục và sân hận, cho nên là cái người đó sẽ dễ dàng tu tập các pháp thiền chỉ quán khác. Vì vậy nếu mà thiền sinh mà thực hành pháp thiền tâm xả này sẽ có một cái cuộc sống rất là thanh thản và bình yên. Rồi bây giờ là đến cái cách thức thực hành thiền tâm xả ha. Phương pháp để mà hành thiền tâm xả, lựa chọn một cái đối tượng thích hợp. Trước tiên ấy, với cái thiền sinh sơ cơ mình mà muốn khởi lên được cái tâm xả này thì bây giờ mình phải hướng đến một cái người nào thích hợp nhất. Trước tiên cần hướng tâm đến một cái người bình thường, không yêu và không ghét. Chứ bây giờ cái người mà mình đang quý bảo xả đi, mình có xả được không? Đang thương, đang quý, đang yêu quý mà bây giờ bảo mình buông đi, không buông được. Bây giờ có một cái người mình cực ghét và mình xả người này đi, có xả được không? Cũng không xả được. Tránh xa thì tránh được, nhưng mà cái tâm nó vẫn hướng về, vẫn cứ có cái tâm nó ghét cái người đấy, nó vẫn khởi lên cái tâm sân, tức tối, buồn phiền với cái người mình ghét, nó vẫn khởi lên. Vậy thì bây giờ cái người đầu tiên muốn hành thiền tâm xả phải hướng đến một cái người bình thường trước, một cái người mà mình không yêu, không ghét, một cái người trung bình, một cái người thường, một cái người dưng. Mình hướng tâm đến cái người đó và bắt đầu mình giải tâm từ cho người đó trước, cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người này thoát khỏi những nỗi khổ về thân, những nỗi khổ về tâm, cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Cứ giải tâm từ cho người đó trước, sau đó giải tâm bi, cầu mong cho người này thoát khỏi nỗi khổ đau. Bắt đầu với giải tâm hỷ, cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Khi mà nó vào được đến tam thiền tâm từ, tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hỷ rồi,
bắt đầu lúc đấy cái hành giả này bắt đầu mới tác ý đến cái bất nợ của cái tâm từ bi hỷ xả này. Tâm từ bi hỷ xả này nó có những cái khuyết điểm của nó. Bây giờ cái tâm từ thì nó cũng rất là hay, nhưng nó vẫn có cái nhược điểm, chứ không phải nó đã là hoàn hảo. Tâm bi cũng vậy, nó cũng tốt đấy, có tình thương bao la thì cũng tốt đấy, nhưng nó vẫn có nhược điểm của nó. Tâm hỷ cũng vậy, nó vui vẻ với mọi người thì cũng tốt, nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì thì lúc đấy mình phải tác ý tìm ra cái nhược điểm của tâm từ. Mình tìm ra cái nhược điểm của nó, như là tâm từ bi hỷ này, đây là những cái trạng thái tình cảm. Cái người nào mà khởi lên những cái tâm này đấy, là những cái người rất là nặng về tình cảm. Đó là lúc nào cũng thấy chúng sinh là đáng yêu, thấy mọi người đáng yêu, cho nên dễ sinh ra tham ái và dính mắc. Cái tâm từ nó nhiều quá, nó sẽ sinh ra cái lòng yêu chúng sinh, thương chúng sinh, yêu thương chúng sinh quá, nó lại một lúc nào đấy nó dễ sinh thành tham ái. Còn tâm bi thì nó thương chúng sinh quá, nó trở thành ưu phiền, lúc nào cũng sầu muộn vì cái tình thương nó dạt dào quá, thấy chúng sinh nó khổ đau quá, bắt đầu nhìn đâu cũng thấy âu sầu, lúc nào nét mặt cũng buồn thảm, thương chúng sinh. Còn tâm hỷ thì nó lại vui quá thì nó thành ra vui nhộn, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng bị náo rộn, là cái tâm hỷ mà nhìn thấy người từ xa là bắt đầu tay bắt mặt mừng, hỏi han cười tỏ. Thì đấy là những cái nhược điểm của cái tâm, các cái tâm này, đó là những cái trạng thái vui buồn yêu ghét, và những cái trạng thái đấy nó sẽ làm cho tâm bị mệt mỏi. Bây giờ mình để cho tâm nó được thản nhiên thì bắt đầu mình mới tác ý đến cái nhược điểm của tâm từ bi, rồi bắt đầu mới hướng đến tâm sản. Bắt đầu lúc này muốn hướng đến tâm xả thì mình phải buông xả được cái yêu và cái ghét với cái đối tượng đấy. Mình mới tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Cái con người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì lúc đấy mình, vậy thì bây giờ họ ấy vui hay là họ ấy khổ, họ hạnh phúc hay họ khổ đau, đấy là do cái nghiệp của họ đã tạo nên bây giờ. Nó trổ quả như thế nào thì họ phải chịu. Thì lúc này mình không can thiệp vào cái nghiệp của người ta nữa. Thì lúc đấy là mình dừng dưng như vậy. Người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Cứ tác ý như vậy, tác ý liên tục như vậy. Thì lúc đấy mình mặc kệ người ta, mình có một cái, nó sẽ khởi lên một cái tâm. Đó là cái tâm nó dừng dưng, cái tâm mà nó không có, nó chế ngự các cái tình cảm yêu và ghét lại, và nó thản nhiên đối với cái người đấy. Thì cái đấy là tâm xả. Tâm xả đó là một cái tâm nó thản nhiên với cái người này, không vui và cũng không buồn, bình thản trước cái đối tượng. Và cái tâm, và mình chú trên cái đối tượng đấy, chú trên cái trạng thái tâm đấy liên tục thì nó sẽ đắc được thiền, gọi là thiền tâm xả. Khi mà đã đắc thiền tâm xả rồi thì lúc đấy bắt đầu mình mới mở rộng và hướng đến những đối tượng khác. Bắt đầu mình hướng đến những người mình thương, mình quý, mình lại tâm xả. Người này là đầu tiên mình lại tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xong thì bắt đầu lại tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Rồi đến những người bình thường mình cũng tác ý như vậy, đến người mình ghét cũng tác ý như vậy. Sau đó mở rộng ra với tất cả hữu tình, với tất cả chúng sinh muôn loài mình cũng tác ý như vậy. Họ là chủ nhân của nghiệp, họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Họ là chủ nhân là của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã, với tất cả mọi người như vậy. Khi mà giải tâm xả xong, mình cũng giống như tâm từ bi hỷ, mình xả phá bỏ ranh giới. Phá bỏ ranh giới đến tất cả các cái hạng người này, người quý, người thường, người ghét này. Trước tiên mình giải tâm xả cho mình một chút. Tôi là chủ nhân của nghiệp mà tôi đã tạo. Sau đó cái tâm xả đến một cái người quý, là người này, cái người mình quý mến này là cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Cái người mà bình thường ấy
không yêu không ghét cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Và người ghét cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Mình cứ làm xen kẽ như vậy, cứ một người quý, một người thường, một người ghét, người quý, người thường, người ghét. Cho đến khi nào mà cả ba cái hạng người đấy cùng hiện diện dưới cái ánh sáng của định, thì là lúc đấy nó phá bỏ ranh giới xong, nó coi ba cái hạng người đấy là bình đẳng như nhau. Người mình quý mến thì cũng là chủ nhân của nghiệp, người dửng dưng cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Cái người mình ghét cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Ba cái hạng người đấy, bắt đầu mình có được cái tâm bình đẳng như nhau rồi, thì lúc đấy mình mới mở rộng ra khắp tất cả chúng sinh muôn loài, mở rộng ánh sáng ra hướng đông, thấy một đám chúng sinh. Mình cái tâm nó cứ hướng đến ai thì mình đại tâm từ bi hỷ xả đến người đấy. Nó hướng đến người hay nó hướng đến chư thiên hay nó hướng đến các loài súc sinh, thì có đều đại tâm từ bi hỷ xả hết đến những cái người như vậy. Rồi là mở sang các hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam tây bắc, đông bắc tây nam, hướng trên hướng dưới, tất cả chúng sinh ở xung quanh mình từ gần đến xa. Đầu tiên là mình đại tâm từ bi hỷ xả đến những người xung quanh mình trước, những người ở gần, xong đến người ở bên sát sống gần mình, bên làng, xong ở trong xã, ở trong huyện, ở trong tỉnh, mở rộng ra khắp cả cái khu vực, khắp cả đất nước, khắp cả thế giới, xong mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên, tất cả chúng sinh muôn loài như vậy. Khi mình rải cái tâm từ bi hỷ xả như vậy thì tất cả chúng sinh muôn loài như vậy, thì mình không còn thương ai, không còn ghét ai nữa. Mình dửng dưng với tất cả mọi người, giữ cái tâm bình thản với tất cả mọi chúng sinh muôn loài. Tất cả chúng sinh, tất cả loài có hơi thở, tất cả sinh vật, tất cả mọi loài, tất cả cá thể. Bảy phạm trù có nêu rõ là tất cả nam nhân, tất cả nữ nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại và tất cả chúng sinh ở cảnh giới thấp. Đấy là năm phạm trù có nêu, không nêu rõ, và bảy phạm trù có nêu rõ để mình giải tâm từ bi hỷ xả. Đến tất vậy là nó sẽ bao gồm chúng sinh muôn loài luôn, không có phân biệt một ai hết, một cá thể nào hết. Tất cả những cái loài hữu tình nào mà mình có thể hướng tâm đến được thì mình cũng giải cái tâm từ bi hỷ xả đến những cái hữu tình đấy, để mình không còn dính mắc với bất cứ hữu tình nào, để mình không còn sân hận với bất cứ một hữu tình nào. Đấy là sẽ mở rộng được cái tâm xả như vậy, thì cái người đấy bắt đầu có cái tâm xả tự tại an nhiên rồi đấy. Không còn cái lúc này là khi mà mình hành thiền tâm xả thì mình phải đáp ý cái câu này: chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Những chúng sinh này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, thì đấy là tâm xả. Thì khi mình thấy người ta mà đang hưởng hạnh phúc thì mình cũng tác ý chúng sinh này, người ta đang hưởng những cái quả của thiện nghiệp mà họ đã tạo. Khi mà thấy những chúng sinh đang khổ đau thì mình cũng tác ý là chúng sinh này đang hưởng cái quả bất thiện mà họ đã tạo. Chứ bây giờ mình có thương chúng sinh, mình cũng không thể cứu vớt hết chúng sinh được. Vậy thì có những chúng sinh người ta tạo cái nghiệp gì thì người ta sẽ phải gánh chịu cái quả đấy thôi. Thì bây giờ mình nói là bây giờ mình đi xông pha vào đời để cứu độ chúng sinh, nhưng mà thực ra mình đâu có cứu độ hết chúng sinh được. Lúc đấy mình không cứu độ hết được chúng sinh thì làm sao? Không có lẽ mình ngồi đấy mình không có lẽ thì lúc đấy mình cũng năn nóc với cõi đời, rồi mình cũng khổ đau sầu muội như chúng sinh. Cho nên là rất là nhiều người có những cái có cái tâm rất là tốt, người ta nghĩ là đi vào đời để cứu độ chúng sinh, nhưng mà vào đời lại không có độ được chúng sinh mà bị chúng sinh nó độ lại, bị chúng sinh độ ngược lại luôn ấy. Chúng sinh ngược lại, ví dụ như là mình mấy cái người này là người ta hay ăn chơi, người ta hay đánh cờ đánh bạc, người ta hay làm việc bất thiện như ăn trộm ăn cướp, bây giờ mình phải dấn thân vào đấy thì mình độ nó ra. Thế nên đến khi mình vào đến đấy một thời gian sau, một cái là mình cũng trở thành trộm cướp, mình cũng trở thành cờ bạc, mình cũng trở thành một cái chúng sinh y hệt như vậy luôn. Đó là có những cái mà mình không độ được, khi mà mình chưa độ được chúng sinh thì mình phải giữ cái tâm thản nhiên như vậy. Chứ không phải là ai cũng độ được, chúng sinh nào cũng độ được. Vậy thì bây giờ mình tác ý là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì cái này nó có ý nghĩa gì, tại sao lại phải tác ý như vậy khi mình hành thiền tâm xả?
chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Ở đây có nghĩa là mọi cái hành động về thân khẩu ý của chúng sinh đều là đang tạo nghiệp, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Tạo nghiệp gì là do cái người đó quyết định, do chính cái bản thân người đó quyết định. Mình làm chủ, không ai ép buộc mình, nên chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Bây giờ mình làm cái việc gì, việc thiện hay bất thiện, đấy là do mình, là do mình thôi. Thì mình khởi cái tâm lên, đâu có ai mà điều khiển cái tâm mình đâu. Mình khởi cái tâm thiện lên và mình làm cái việc đấy thì nó là việc thiện. Mình khởi cái tâm bất thiện lên, mình làm việc đấy thì nó là tâm, nó là việc bất thiện. Không có ai chui vào tâm mình mà điều khiển mình, bắt mình là phải làm việc khởi lên tâm thiện hay bất thiện được. Vậy thì chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, đấy là do mình, cái tâm là của mình, mình làm chủ rồi. Mình khởi lên tâm gì thì mình tạo nghiệp đấy. Chúng sinh là thừa tự của nghiệp, nghĩa là hàng ngày mình tiếp nhận những cảnh tốt xấu hài lòng ấy, thì đấy là kết quả của các nghiệp thiện nó trổ. Và khi nào mình gặp những cái quả mà mình không được như ý, mình, những cái quả mà làm cho mình không vui, làm cho mình buồn phiền, khó chịu ấy, thì đấy là quả của cái nghiệp bất thiện nó trổ. Giống như bây giờ mình có mảnh đất, mình có một cái mảnh ruộng, mình trồng cái cây gì thì mình hưởng quả đấy. Cái người nào người ta thích ăn ăn cam, ăn bưởi thì người ta trồng cam, trồng bưởi. Người thích ăn chanh, ăn ớt thì trồng chanh, trồng ớt. Thì cái đấy là do tự mình, mình trồng cây thì mình hưởng quả. Thì hàng ngày vậy mình tạo nghiệp để sau đó mình sẽ thọ cái quả của nghiệp đấy. Chứ không ai có thể mang đến hạnh phúc cho mình bằng chính mình. Không ai làm khổ đau mình mà chính mình làm khổ đau mình. Chính mình làm cho mình hạnh phúc, chính mình làm cho mình khổ đau. Thì tất cả chúng sinh cũng vậy, họ khổ đau là do họ, họ hạnh phúc cũng là do họ. Cho nên là thấy người khác hạnh phúc, đừng có bon chen, đừng có ghen tị, thì đấy là người ta đang hưởng quả. Thấy người ta khổ đau thì mình cũng biết vậy thôi, đấy là người ta cũng đang hưởng cái quả do chính người ta trồng, bây giờ người ta hưởng, mình cũng an nhiên tự tại như vậy. Thì đấy cái trạng thái mà nó không vui, không buồn, không yêu, không ghét, thì đấy là cái trạng thái của tâm xả. Bởi vì cái tâm xả này không phải là cái tâm lạnh lùng vô cảm, mà là cái tâm hiểu rõ cái nhân của nhân quả của nó, hiểu rõ được cái nhân duyên, cho nên nó sinh ra cái tâm xả này. Một cái tâm nó thấu hiểu rõ ràng. Khi hành thiền tâm xả phải tác ý, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, vì nó nhắc cho mình phải hiểu rõ sự thật về cuộc sống của chúng sinh muôn loài. An vui hay khổ đau là do nghiệp của riêng từng cá nhân. Họ tạo nghiệp gì thì họ hưởng cái quả đấy, không ai can thiệp vào nghiệp của ai. Hiểu như vậy thì mình chấp nhận sự thật là như vậy. Bây giờ mình phải chấp nhận sự thật là như thế. Chứ bây giờ mình không thay đổi được cái nghiệp của người khác, người ta đã tạo rồi mình không thay đổi được. Chấp nhận sự thật như vậy nên tâm trạng thản nhiên trước những hạnh phúc và khổ đau của chúng sinh. Tâm trạng thản nhiên ấy chính là tâm xả, không vui và không buồn. Vì vậy người hành thiền tâm xả phải tác ý, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Bây giờ hỏi là nếu thiền sinh chỉ hành một thiền tâm từ rồi vượt qua tam thiền tâm từ rồi nên thiền tâm xả thì có được không? Từ bi hỷ xả. Nhưng bây giờ mình chỉ hành một trong ba cái thiền đấy thôi. Thì vẫn được, mình chỉ hành một thiền tâm từ rồi vượt qua cái thiền tâm từ đấy nó vẫn đạt đến thiền tâm xả được. Vậy thì ít nhất muốn thành tựu được một cái thiền tâm xả thì đầu tiên là mình phải hành thiền tâm từ trên cái người đó trước, sau đó mới hành thiền tâm xả sau. Còn nếu mình không có hành thiền tâm từ, cũng không hành thiền tâm bi, không hành thiền tâm hỷ, mình không có hành thiền tâm gì, mình chỉ tác ý là mình không quan tâm, không bận tâm đến chúng sinh nữa, thì lúc đấy nó không khởi lên tâm xả nữa, mà nó lại khởi lên cái tâm si, cái tâm mà nó thản nhiên trước cái sự sống chết của chúng sinh. Nhưng nó lại không hiểu, nó không hiểu tại sao cái chúng sinh đó khổ đau, tại sao cái chúng sinh đó hạnh phúc, mà nó vẫn cứ giữ được cái tâm thản nhiên, thì nó lại không phải là tâm xả, mà nó là tâm si. Nên là muốn hành được thiền tâm xả thì phải có thiền tâm từ đi trước, hoặc là tâm bi hoặc tâm hỷ đi trước. Nhưng bây giờ mình mới bắt đầu gặp một cái người nào đấy, nhưng là mình cảm thấy cái người này không đáng yêu cũng không đáng ghét, xong là mình nghĩ thôi xả,
không quan tâm đến người này, thì lúc đấy nó là tâm gì? Tâm gì? Không quan tâm đến người này. Thì lúc đấy mình chẳng biết gì về người đấy cả, chẳng hiểu người này là người tốt hay người này là người xấu, chẳng hiểu này người này là người khổ đau hay là cái người này là người hạnh phúc, thì mình chẳng biết gì về người đấy cả, thì đó không phải là tâm sản. Còn một cái người bắt đầu mình mới bắt đầu gặp cái người này ấy, xong là mình đầu tiên ấy là mình phải quan sát xem là cái người này là cái người như thế nào, cái người này là cái người đáng thương hay không đáng thương. Ví dụ người này là cái người có nhiều cái ưu điểm ấy, thấy đáng thương đáng mến, cái người này có nhiều cái đức tính tốt, thì lúc đấy cái lúc mà mình tác ý như vậy thì nó là tâm gì nó khởi lên? Lúc đấy nó là tâm từ nó khởi lên. Nếu như mình thấy người này là cái người đáng thương, người này có nhiều cái điểm ưu điểm, ngay lúc đấy nó có tâm từ rồi, nó khởi lên rồi. Nếu tâm từ đấy nó được duy trì mạnh thì nó chuyển thành thiền tâm từ, còn nếu nó không phát triển mạnh thì nó cũng là tâm từ ở cái nội tâm dục giới. Còn nếu như bây giờ mình nhìn thấy một cái người mà người ta có nhiều cái khuyết điểm, người ta có rất nhiều cái tính xấu, hung dữ, độc ác, thì cái lúc đấy thì mình khởi lên tâm gì? Thì mình biết ngay là người này đang tạo nghiệp ác, sau này phải đọa vào cõi khổ, đáng thương. Thì lúc đấy mình thấy cái người bất thiện ấy, thì mình phải khởi lên tâm bi, tâm đáng thương. Người nào càng xấu xa, bất thiện thì càng đáng thương. Người nào mà tốt đẹp thì cái người nào mà có nhiều cái ưu điểm tốt đẹp thì lúc đấy thì mình cũng mong cho người đó được thành tựu cái công đức đó. Còn mình thấy một cái người mà người ta có nhiều cái thành quả tốt đẹp thì lúc đấy mình vui vẻ với cái hành quả đấy, là tâm hỷ. Xong rồi mình mới nghĩ là thôi thì cái niềm vui hay nỗi buồn hay là ưu điểm khuyết điểm là của người ta, mình mặc kệ người ta, thì lúc đấy là tâm xả. Thì lúc đấy nó mới khởi đến tâm xả, có nghĩa là mình có hiểu về người này, cái tâm xả là vậy, hiểu rõ về cái người đấy rồi nó mới sinh lên tâm xả. Vậy thì mình cái người đấy là phải có cái sự quan sát cái một cái hữu tình đấy ở trong tâm mình đấy. Sau đó mình mới khởi lên các cái tâm, rồi sau đó mình mới dửng dưng trước tất cả những cái tốt và cái xấu của người đó, thì nó sẽ trở thành tâm sản. Mục đích hành thiền tâm sản là để làm gì? Mục đích của cái tâm sản là để đối trị nạn tham ái và sân hận, tức là không yêu và không ghét bất cứ ai ở đời. Mục đích là vậy. Bây giờ mình không có cái tâm xả thì nó sẽ sinh ra hai cái trạng thái, một là yêu và hai là ghét. Hoặc là mình thấy cái người nào người ta có nhiều cái tính hay, tính tốt quá thì mình cứ bị dính mắc, mình cứ chú ý, ồ cái người này người ta từ cái hành động, từ cái lời nói của người ta, và mình cứ quan sát và mình cứ khởi lên cái tâm thích ưa, thì từ cái trạng thái ưa thích thì nó trở thành tham ái, thành dính mắc. Mình muốn kết thân, bắt đầu mình mới tìm cách đến làm quen, xong là qua lại nói chuyện để dần dần thân thiết với nhau, gắn bó với nhau, xa thì nhớ, gần thì thương. Thì cái đấy nó bắt đầu dính vào tham ái. Hoặc là bây giờ thấy một cái đối tượng ấy, người ta xấu xa, mình ghét, mình cũng quan tâm từng cái lời nói, từng cái hành động, nó không ưa. Đấy, và bắt đầu mỗi khi mà mình có cái chuyện gì mà nói chuyện, bắt đầu mình nói bằng cái tâm bực bội, khó chịu, bắt đầu nó sinh ra cái lời nói hằn học, bực giọng, và đấy là cái lời nói sân. Đấy, thì nó sẽ có những cái trạng thái như vậy. Một là tham, hai là sân, hoặc là cái tâm xả. Thì bây giờ hành cái tâm xả để nó đối trị như vậy, để nó đối trị, nó không bị tham ái với những cái tốt đẹp, và nó cũng không sân hận với những cái mà xấu xa, nó chấp nhận hết, tốt cũng buông mà xấu cũng buông. Thì cái đấy, cái tâm đấy gọi là tâm xả. Tại sao tâm xả lại đối trị được cả yêu và ghét? Tại sao cái tâm xả này tâm từ nó có đối trị được yêu và ghét không? Tâm từ đối trị được cái gì? Nó đối trị được ghét này, tâm bi nó cũng chỉ đối trị được cái tâm ghét thôi, cái tâm sân thôi, tâm hỉ nó cũng chỉ đối trị được cái tâm sân.
Nhưng mà tại sao đến tâm xả ấy, nó lại đối trị được cả tâm thương, cả thương và ghét này? Vì tâm xả có tính chất trí tuệ sâu sắc, nó hiểu rõ về nguyên nhân và kết quả của các cái hành, nên dừng dưng với các hành dù đó là thiện hay bất thiện. Tâm xả nó có một cái trí tuệ nó sâu hơn. Ví dụ ở tâm từ ấy, thì nó chỉ quan sát đến cái quả mà nó không quan sát đến cái nhân. Ví dụ nó thấy người khác là đáng thương, có nhiều cái tốt, nhưng mà nó không quan sát là người đó do cái nhân gì mà có những cái đáng thương như thế nào. Cái tâm bi thì nó thấy người đó nó cũng thấy người đó là đáng thương, thấy người đó đang khổ đau, quan sát cái nỗi khổ của những chúng sinh khác, nhưng mà nó cũng không quan tâm, nó cũng không quan sát cái nghiệp gì mà đã khiến chúng sinh này phải khổ. Đấy là cái tâm bi là vậy. Cái tâm hỷ cũng vậy, nó thấy người khác thành công nhưng nó không thấy được cái nhân nào đã khiến cho người đó thành công. Vậy thì ở cái trạng thái của tâm từ, tâm bi và tâm hỷ đấy, cái trí tuệ nó chưa được hoàn hảo. Nó mới chỉ nhìn thấy được một mặt thôi, chỉ thấy được quả mà không thấy được nhân. Cho nên nó sẽ sinh ra tình cảm. Còn cái người mà đã thấy được cả hai mặt, thấy được cả nhân và thấy được cả quả rồi ấy, thì nó mới không có sinh ra tình cảm, thấy nó bình thường. Nhưng mà bây giờ có một cái đứa bé nó vừa mới ngủ dậy, thế là đem rất nhiều cái đồ chơi đẹp, thức ăn ngon đến, mình bảo đây có một vị thiên thần đến cho con, thế nó có tin không? Nó tin, nó biết, nhưng mà đến người lớn rồi mình đem cái trò đấy ra lừa thì có lừa được không? Không lừa được, người lớn biết rồi, làm gì có cái chuyện đó, chắc phải có ai mang đến đây. Không có cái gì nó tự nhiên mà có hết. Thì cái người mà có cái tâm sáng vậy, giống như là một cái người nó trưởng thành về trí tuệ. Người trưởng thành về trí tuệ thì nó sẽ dửng dưng. Ví dụ như một đứa con nít, mình thích làm cho nó cười được. Mình thích làm cho nó khóc là nó khóc được. Nhưng bây giờ một cái người mà người ta lớn rồi, mình có làm cho người ta cười khóc dễ dàng như con nít không? Không dễ dàng. Không dễ dàng mà làm cho cái người mà người ta có trí tuệ được, người ta dễ dàng người ta cười, dễ dàng người ta khóc được. Vậy thì cái người đấy là người ta khôn rồi, người ta trưởng thành rồi. Thì trong cái trạng thái ấy, cái tâm thức cũng vậy. Với cái người mà có cái trí tuệ bình thường ấy, thì người ta còn yêu và còn ghét, còn thương và còn ghét, còn vui còn buồn. Với cái người mà trí tuệ trưởng thành rồi thì người ta không vui không buồn nữa, chẳng có cái gì đáng vui cả, chẳng có cái gì đáng buồn cả. Đấy là cái người có trí tuệ trưởng thành. Thế bây giờ mình thấy có một cái người thì hơi tí là khóc, có người hơi tí là cười. Còn với một cái người chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ cười, thì người nào khôn, người nào mà dại. Vậy cái người nào mà hay khóc mà chưa trưởng thành được không? Giống như em bé. Cái người hay cười sao? Người hay cười cũng chưa trưởng thành, cũng là em bé. Còn cái người mà người ta mặt hầm không lúc nào cười là người gì? Người đã trưởng thành chưa? Chưa chắc đã trưởng thành. Chắc đã trưởng thành, có khi người đó là người si. Người si không biết gì cả. Vậy cái người mà trưởng thành thì người ta thấu hiểu, người ta trải qua hết cả các cái trạng thái kia rồi. Tức là cái người đấy phải từ dại, người ta nên khôn. Mấy cái người nên khôn thì người ta đều trải qua cái trạng thái là đã nầm nỡ, đã sai nầm, đã vụng dại cả rồi. Người ta đã nếm đủ cái mùi cay đắng nhục nhã cuộc đời rồi. Lúc đấy người ta mới rút ra được cái kinh nghiệm, à thì ra là vậy. Cái mà mình tưởng là vui nó chẳng đáng vui, cái mà mình nghĩ là nó buồn nó chẳng đáng buồn. Tất cả những cái trước cái sự vui buồn trước kia của mình đấy chỉ là cái sự ngốc của mình mà thôi. Bây giờ đi thì không có ai có thể lừa mình được nữa. Thì cái người có tâm sản là cái trí tuệ nó chín mùi là như vậy, biết rõ nhân và biết rõ quả của tất cả chúng sinh rồi. Mình có đến đây mà than vãn trời thì tao cũng biết tại sao mình khổ, cho nên rằng cũng khó mà khởi được cái tình thương. Có cái người đến đây khoe khoang khoác loác đủ mọi thứ trên đời, nào là tôi có cái này tôi có cái kia, thì lúc đấy mình cái người mà có trí tuệ người ta cũng tưởng dưng bình thường, người ta cũng biết được là cái nguyên nhân gì mà có được cái đấy.
như là bây giờ mình thấy những cái người người ta thi đấu thể thao á, mà người ta chiến thắng, hò hét vang dội, mình cổ vũ tán thán ấy. Đấy, thì những cái người bình thường ấy, mình không có gắn bó với người ta, thì mình biết, mình tưởng rằng ồ cái người này giỏi quá, tài quá. Nhưng mà những cái người người ta sống cùng ấy, thì người ta mới biết ôi, để mà có được cái vinh quang ngày hôm nay là phải trải qua 10 năm, 20 năm rèn luyện, từng gãy chân, gãy tay, từng xảy ra, từng đổ máu, bao nhiêu là những cái khổ nạn rồi. Bây giờ được mấy cái tiếng vỗ tay này thấm vào đâu mà có đủ không? Có đủ trả cho những cái giá mà mình đã phải rèn luyện bao nhiêu năm trời không? Bây giờ được mấy cái tiếng vỗ tay không? Thế thì mình mới thấy là nó đâu có, từ nếu mình nhìn lại cái nhân thì cái quả đâu có xứng đáng gì. Thế lúc đấy mình thấy nó bình thường, thấy nó rừng rưng, thấy nó chả có cái gì đáng là phải tung hô hết. Đấy là cái người có cái tâm xả. Khi thấy một người đang tích cực làm việc thiện, thì những cái người bình thường mình thấy người khác làm việc thiện thì mình có hoan hỉ không? Hoan hỉ, súng lại khen ngợi, tán thán, ồ tốt quá. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì sẽ thấy rằng cái người làm việc thiện thì sau này hưởng phước. Làm thiện thì sau này được hưởng phước thôi, đó chuyện bình thường có gì đâu. Một cái người mà đang hưởng phước thì biết rằng bây giờ cái người này hưởng phước là do trước kia đã làm nhiều việc thiện rồi thì bây giờ hưởng phước rồi. Thấy cái chuyện đấy nó cũng bình thường. Đấy, một cái người làm việc ác thì biết là sau này làm việc ác thì sau này chịu khổ thôi. Thấy cái người mà đang chịu khổ thì biết rằng người này chịu khổ là do trước kia đã từng làm ác. Thế thôi, bây giờ đấy, mọi thứ nó có quy luật đấy, nó có cái nhân quả, có rõ ràng cái sự công bằng như vậy đấy. Vì cái trí tuệ sâu sắc mình hiểu rõ cả nghiệp, hiểu rõ về nghiệp nhân và nghiệp quả cùng với tất cả hữu tình, nên không thấy ai là đáng yêu và không thấy ai là đáng ghét cả. Có người sống ở đời họ thường quan tâm đến, không quan tâm đến bất cứ ai, không biết ai tốt, ai xấu, ai dở, thì cái người đó có tâm xả không? Đó không phải là tâm xả mà là tâm si. Cái người si không biết phân biệt tốt xấu, không biết quan tâm, không biết quan sát đến ai hết, thì cái người đấy người ta cũng dửng dưng, người ta cũng chẳng biết ai là người tốt, ai là người xấu. Thì người ta cũng cái người có tâm si, nhưng thì người ta không biết quan sát, cho nên người ta sống không bận tâm, không quan tâm đến ai. Còn những người có tâm xả thì có cái sự quan tâm và có cái sự hiểu biết đúng với sự thật, nên có cái thái độ trung gian, không can thiệp vào cái cuộc sống của chúng sinh. Có người không hành thiền tâm xả nhưng lại sống rất là buông xả. Có những người người ta không có chưa hành đến thiền tâm xả nhưng người ta sống rất là buông xả, không có yêu, không có ghét, mà người ta cũng biết đây là người này tạo nghiệp gì thì hưởng quả đấy, thì cái người đấy là tâm gì? Thì cái tâm đấy là tâm gì? Cái tâm đấy nó cũng là tâm xả, đó là tâm xả thuộc về nội tâm thiện dục giới. Có những cái người ở trong cái đời kiếp trước người ta tu thiền tâm xả rồi, nhưng mà đời này người ta chưa có tu lại, người ta vẫn giữ được cái tâm xả, người ta sống người ta vẫn rất là buông xả, sống rất là buông xả, có tất cả những cái chuyện gì người ta cũng buông xả, chuyện đáng yêu đáng ghét thì người ta cũng buông xả hết. Tâm xả dục giới cần có sự hỗ trợ của tâm từ, tâm bi và tâm hỷ không? Bây giờ cái người mà mình không hành thiền tâm từ bi giả, mà mình muốn khởi lên cái tâm xả thuộc cái thiện tâm ở cái cõi lục giới, mà cái tâm mà mình hay suy nghĩ hàng ngày, bây giờ mình có cần khởi lên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trước rồi mới đẩy lên tâm xả sau không? Mình chỉ cần khởi lên tâm vô tham vô sân thôi, thì cái tâm vô sân thì nó tương đương với tâm từ rồi. Mình vẫn phải có cái sự hỗ trợ của cái tâm là vô tham và vô sân thì nó mới sẽ có cái tâm hành xả. Có tham thì không có xả, mà có sân thì không có xả. Khi nào có mặt của vô tham vô sân thì mới có xả. Thì lúc đấy mình phải không tham không sân. Ví dụ bây giờ mình đi đến bất cứ một cái hội chúng nào, mình nhìn vào quan sát bất cứ một cái nhóm người nào đấy, mà mình cũng biết, mình vẫn phải hiểu người này là người như thế nào. Đã, người này người tốt hay người xấu, người
cái khổ hay là cái người đang an vui tự tại. Đấy, sau đó thì mình giữ cái tâm thản nhiên, không can thiệp vào cái người đó, không yêu không ghét. Thì cái lúc ấy mình cứ khởi lên cái tâm không yêu không ghét thì đấy là tâm xả. Sự khác nhau giữa tâm xả và tiền tâm xả, giữa cái một cái người có cái tâm xả trong cái cuộc sống ấy, với một cái người hành tiền tâm xả thì nó có cái khác nhau như thế nào. Tâm xả thiện dục giới khởi lên rất là yếu ớt, nên cái khả năng chế ngự được tâm tham và sân ở một cái mức độ rất là thấp, nó chỉ thế thôi. Bây giờ mình không hành thiền tâm xả, mình vẫn khởi lên được tâm xả, nhưng mà cái tâm xả này nó rất là yếu, nó yếu, nó chỉ xả được ở cái mức độ thấp thôi. Đấy, bây giờ có một cái chuyện gì đó mà bảo mình buông xả đi thì nó rất là khó, có thể là phải mất một ngày hai ngày, có khi một hai tuần thì mới xả được. Có những cái chuyện buồn phiền chẳng hạn, có những ví dụ bây giờ mình có một cái người thân qua đời chẳng hạn, thì mình sẽ buồn phiền mất một tuần hai tuần hoặc một tháng hai tháng sau nó mới nguôi được. Còn những người mà hành thiền tâm xả rồi thì nó có buồn phiền không? Thì chú nó vào tâm xả một lúc là nó hết luôn, nó không có buồn phiền lâu như vậy đâu. Kể cả một cái chuyện được mất hơn thua khen chê yêu ghét vậy, cái người mà có cái tâm xả ấy, thì người ta vẫn bị động tâm, nhưng sau đó người ta mới xả từ từ, xả dần dần. Còn những người mà hành thiền tâm xả rồi thì nó chế ngự được cái tâm tham và tâm sân rất là mạnh, người ta có thể tác ý một chút xíu người ta xả được luôn, trong một cái tác ý là người ta đã xả được ngay lập tức, xả tham và xả sân ngay lập tức. Đấy là cái uy lực của cái thiền tâm xả nó vậy. Cho nên là phải thực hành cái thiền tâm xả thì nó sẽ tự tại hơn, nó mạnh mẽ hơn, cái tâm xả đấy nó sắc bén hơn, nên là cái chuyện gì người ta xả nó cũng dễ dàng hơn. Cái tâm xả thuộc tâm thiện tục giới, còn thiền tâm xả là tâm thiện sắc giới. Câu hỏi là tâm từ thì đối trị sân hận, tâm bi thì đối trị não hại, tâm hỷ thì đối trị tật độ, tại sao ba tâm này nó không đối trị tâm tham mà phải đến tâm xả nó mới đối trị được tâm tham? Mình có một cái tâm từ nó khởi lên, nó thương yêu chúng sinh, tâm bi nó khởi lên, nó là nó buồn phiền, nó đau khổ về chúng sinh đang đau khổ. Cái tâm hỷ là nó hoan hỷ khi thấy chúng sinh đang vui mừng. Mà tại sao ba cái tâm này nó không đối trị tâm tham, đến cái tâm xả nó mới đối trị được tâm tham này? Bởi vì cái tâm từ thì luôn thấy chúng sinh đáng thương mến, và nó rất gần với tham ái, và nó rất dễ sinh ra tham ái. Thế nên cái người nào mà có cái tâm từ lớn thì cái người đấy cũng có tham ái, cũng có nhiều cái tham ái. Thương, cái tình thương, tâm từ nó có tình thương lớn. Thương dần dần là từ thương nó thành yêu quý. Tâm bi thì lấy chúng sinh là khổ đau thì nó sinh ra cái tình cảm thương xót, nó cũng rất gần với tham ái. Tâm hỷ luôn vui mừng với thành công và nó cũng rất sinh ra tham ái và ngã mạn. Tâm hỷ nó còn cả tham ái và cả ngã mạn nữa cơ. Mình thấy chung người khác thành công rồi mình thấy rồi dần dần mình nghĩ là cái người thành công này là cái người thân của mình, một cái là mình cũng sinh ra ngã mạn theo luôn. Thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ nó không diệt được tham ái mà nó còn tăng thêm tham ái. Vậy ba tâm này chỉ tác ý đến quả ở hiện tại mà không tác ý đến nhân, nên nó phát sinh tình cảm. Vì ba cái tâm này cái trí tuệ nó chưa có mạnh, nó chỉ thấy quả mà không thấy nhân, cho nên là nó dễ sinh ra cái tâm tham. Bây giờ mình nhìn thấy quả trên cây lúc nào mình chả thích, mà thích hái quả. Nhưng bây giờ muốn ăn quả thì đi mà trồng cây đi, thì mình có muốn đi trồng không? Trồng thì ngại lắm, không muốn trồng, nhưng mà có quả thì muốn hái. Bây giờ bảo đi trồng cây ấy, để mà có được cái quả ấy, phải trải qua bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là cái thời gian đến bây giờ mới có được cái quả. Cho nên là nghĩ đến cái quá trình mà đi phải đi trồng cây mới được ăn quả rồi thì còn muốn ăn quả nữa không? Thấy quả nó cũng bình thường,
Bây giờ bảo cho mình đi ra đấy, ra cây mà trèo lên mà ăn ấy thì thích phải không? Thích thú luôn, mà ai mà cho mình ăn như thế mình quý lắm. Nhưng bây giờ ai sai mình hay đi trồng cây đi, hay đi tưới cây đi, hay đi chăm bón cây đi, thì mình có muốn không, có chịu không? Mình không muốn lắm. Thì cái người mà có cái tâm xả là cái người mà người ta thấy được cả cái quá trình gieo nhân và cho quả, trồng nhân và hái quả. Người ta thấy được cái quá trình trồng cả hai cái mặt như vậy, cho nên người ta thấy bình thường. Bây giờ mình thấy ai người ta đi thu hoạch lúa ngoài đồng khen, ui rồi quý hóa nhỉ, lúa tốt nhỉ, năm nay được mùa to rồi nhá. Nhưng mà cái lúc mà thấy người ta đi cày đi cấy, mình có ra mình khen không? Không có ra mình khen. Thế thì bây giờ mình mà khi mà thấy người ta hái quả, mình nghĩ đến cái lúc trồng nhân ấy, thì mình thấy là ồ, cái người này cũng bỏ ra bao nhiêu công sức nên bây giờ mới được hái quả, nên là thấy nó bình thường. Thì cái lúc cái tâm nó trở lại bình thường là vậy. Thì cái người mà quan sát được cả cái nhân và cái quả, cái nghiệp nhân và nghiệp quả của chúng sinh thì mới tự tại, nên là không có tham và không có sân, đối trị được cả tham và sân. Khi hành đến thiền tâm xả, thấy chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nên đối trị được tham ái. Ví dụ như khi mình thấy chúng sinh đang làm việc thiện có lợi ích cho các hữu tình khác, nhưng thực ra là đang làm lợi ích cho chính cái bản thân họ, làm phước thì hưởng phước, thì đấy là chủ nhân của nghiệp. Khi thấy chúng sinh đang làm việc bất thiện, làm tổn hại các hữu tình khác, thì đó là người đó cũng là đang làm hại chính họ, làm tội thì phải chịu tội, thì đấy cũng là họ đang tạo nghiệp, đang là chủ nhân của nghiệp. Khi mình thấy chúng sinh đang an vui thì đấy là đang là thừa tự của nghiệp, đấy là người ta đang hưởng phước. Khi mình thấy chúng sinh đang khổ đau thì đấy là người ta cũng đang là thừa tự của nghiệp, đấy là người ta cũng đang hưởng cái quả bất thiện. Cho nên là lúc đấy mình biết là trồng nhân nào thì quả đấy thôi, cho nên là thấy khổ đau thì cũng đáng mà chịu. Thế bây giờ bảo để tôi chịu khổ cho cũng chẳng được, mà thấy người ta hạnh phúc thì cũng cứ việc hạnh phúc thôi. Bây giờ mình có đến mình muốn hạnh phúc thay người ta cũng chẳng được. Thế thôi mình cứ tự tại tưởng chừng đứng nhìn và quan sát. Như vậy khi tác ý chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì sẽ thản nhiên trước mọi hành động của chúng sinh, không thấy ai là đáng yêu mà không thấy ai là đáng ghét. Thì bây giờ trong bốn cái tâm này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thì bây giờ mình, nếu bây giờ cho mình chọn một trong bốn tâm này để an trú thì mình sẽ an trú ở tâm nào? Bây giờ mình thích trong bốn tâm này, mình thích an trú ở tâm nào nhé? Hoặc là bây giờ khi nào có những lúc mình phải an trú ở tâm từ, có những lúc phải an trú ở tâm bi, có lúc phải an trú ở tâm hỷ, và có lúc nên an trú ở tâm xả. Chứ lúc nào mình cũng an trú ở tâm xả không ấy, thì dần dần nó sẽ trở thành gì? Tâm xả nó có nhược điểm không? Nó cũng có nhược điểm của nó. Nó có cái ưu điểm đó là nó tự tại, nó không bị dao động. Nhưng mà nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm lâu ngày nó trở thành vô cảm, nó trở thành gỗ đá. Nhưng mà cứ an trú liên tục, an trú ở trong một cái tâm ấy, nhiều quá thì nó sẽ như vậy, nó sẽ vô cảm, nó sẽ dừng. Vậy thì khi nào mình nên an trú tâm từ, khi nào nên khởi lên tâm bi, khi nào nên khởi lên tâm hỷ, và khi nào nên khởi lên tâm xả? Khi nào mà sân nó khởi lên thì nên ở tâm từ. Khi nào mình tức với ai ấy, thì mình nên khởi lên tâm từ để cho nó hết sân đi. Khi nào mình có cái tâm ganh tị với ai, có cái tâm não hại, có cái tâm ác ý, mình muốn làm hại một cái hữu tình nào đấy, thì mình nên khởi lên tâm bi. Khi nào mà có cái tâm tật đố ghen tị với ai thì nên trú ở tâm hỷ. Khi nào mà có tham ái nó khởi lên thì hãy trú ở tâm xả. Nó giống như là thuốc ấy. Khi nào mình có bệnh, có cái bệnh gì thì mình dùng thuốc đấy. Có đau đầu thì mới uống cái thuốc đau đầu, đau bụng thì phải uống thuốc đau bụng. Chứ mình không có đang đau bụng mà đi uống thuốc đau đầu thì nó sẽ uống nhầm thuốc, nó rất là nguy hiểm. Thì pháp nó cũng vậy mà,
pháp cũng để đối trị lại những cái bệnh của tâm, pháp dược là vậy, pháp để pháp là thuốc để chữa bệnh. Vậy khi nào cái bệnh nào ấy nó khởi lên thì lúc đấy dùng cái thuốc đấy để mà trị thôi. Có sân thì phải dùng đến tâm từ để trị, có cái tật, có cái ác ý khởi lên thì tâm bi, có tật đố ganh tị thì tâm hỷ, có tham ái khởi lên thì chú tâm sạc. Làm sao biết là mình đang an trú trong tâm từ bi hỷ xả được? Bây giờ mình có biết bây giờ đang ở tâm tâm gì có biết không? Bây giờ thử nhìn vào tâm, thử nhắm mắt này xem này, mình nhìn vào tâm của mình là nó đang là tâm gì đây? Đang là tâm gì? Nếu có lòng tốt muốn cho mọi người được an vui thì nó là tâm từ. Nếu có tình thương muốn cho mà là một cái hữu tình nào đấy nó thoát khổ thì là tâm bi. Nếu mà có vui mừng khi thấy sự thành công của người khác là tâm hỷ. Nếu có cái sự thản nhiên không yêu không ghét thì đó là tâm sạc. Thế thôi. Còn nếu bây giờ mình có một cái lòng tốt muốn cho mình được an vui, mình có cái tình thương muốn cho mình thoát khổ, mình có cái tâm hỷ thì mình được thành công, mình có cái tâm xả không yêu không ghét chính mình thì nó có phải từ bi hỷ xả không? Thường thường cái tâm mình nó hay vậy phải không? Nó chỉ nghĩ đến cái niềm vui của mình nhé, chỉ có thương mình nhé. Nhưng mà cái đấy nó không phải là từ bi hỷ xả. Nếu bây giờ mình chỉ muốn cho mình được vui, nó không phải tâm từ, mà nó là tâm gì? Mà nó là tâm tham, tham ái. Muốn cho mình thoát khổ là tâm gì? Tâm sân, tâm sầu bi. Muốn cho nó hoan hỷ vì mình được thành công là nó cũng là tâm ngã mạn. Còn có những lúc mình thản nhiên ấy, mình không vui không buồn thì có khi nó lại là tâm si phóng dật. Mình mà hướng về chính mình thì nó không có khởi nên từ bi hỷ xả được, mà phải hướng về hữu tình chúng sinh khác. Bây giờ có một ví dụ về một người mẹ và bốn đứa con này. Một đứa con còn nhỏ thì cái người mẹ sẽ mong làm sao? Mong rằng con tôi chóng lớn và khỏe mạnh. Thì đấy là tâm gì? Mong muốn cho cái đứa con nó chóng lớn và khỏe mạnh thì là tâm gì? Thì đó là tâm từ ha. Một cái đứa nó đang bị bệnh, mong cho con tôi chóng khỏi bệnh thì đó là tâm bi. Cái đứa nó bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bắt đầu nó đi làm ăn, nó có tiền rồi đấy. Nó về nó khoe, hôm nay đi làm được 5 triệu hay 10 triệu này. Mọi người vui không? Thì đó là tâm hỷ. Còn một cái đứa nó đã trưởng thành rồi, nó có cuộc sống rồi, nó ăn riêng rồi, nó có cuộc sống bình yên rồi. Thì cái đứa đấy có cần bận tâm đến nó nữa không? Không cần bận tâm đến nó nữa. Không cần quan tâm đến nó nữa thì nó mới là tâm xả. Vậy thì bây giờ mình vậy, mình thấy ai còn đáng phải còn đáng phải khởi lên tâm từ thì mình phải khởi lên tâm từ, ai đáng thương thì mình khởi lên tâm bi, ai đáng hoan hỷ thì khởi lên tâm hỷ. Còn cái ai mà đã không cần phải bận tâm nữa thì thôi, thì buông xả. Thì buông xả thì không cần bận tâm, có những cái mình không cần bận tâm nữa. Chứ bây giờ có một cái đứa con mà nó đang bệnh nhé, chẳng mày khởi đến tâm xả mà mày là chủ nhân nghiệp, là thượng tư của nghiệp, kệ mày, ốm là do nghiệp của mày, mai mốt thì khỏi là do nghiệp của mày, thì có được không? Thì có, lúc đấy mà khởi đến tâm xả thì nó có hợp thời không? Tâm xả lúc đấy mình khởi lên nó sẽ không hợp thời. Bảo xả gì mà ác thế, vậy thì tâm xả nó cũng phải khởi lên cái lúc mà nó hợp thời đúng lúc đúng đối tượng. Bây giờ là cái người mà có cái tâm xả, người mà thường an trú tâm xả thì nó có biểu hiện như thế nào? Bây giờ mình ở trong cuộc sống mình sẽ thấy có những cái người ta không bon chen, không cạnh tranh, không đua đòi. Và cái người đấy thì người ta ăn thì ăn ngon, ngủ rất là ngon, thì người ta gọi cái người đấy là người gì? Và mọi người khác sẽ nói là ở cái người này người ta sống rất là vô tư, sống rất là vô tư, sống rất là vô no. Cái người đấy có phải là người có tâm xả không? Có phải là biểu hiện của người có tâm xả không? Người có tâm xả thì nó phải có biểu hiện thế này.
người an trú tâm xả sẽ có một cái thái độ an nhiên trước sự đời. Cái tâm xả nó an nhiên này, an nhiên trước sự đời này. Ai khen không cười mà ai chê cũng không giận. Đấy, cái người có tâm xả nhé. Bây giờ mai đi trắc nghiệm lại xem là có ai có tâm xả không. Thử khen xem là người ta có cười không. Nếu khen mà còn cười là người ta đang có tâm gì? Tâm hỷ chứ không phải tâm xả không? Ai mà chê cũng không giận, thử chê có giận không? Người ta không có bận tâm đến khen chê. Ai yêu cũng không yêu lại mà ai ghét cũng không ghét lại. Bây giờ mình thử nói là ai nước yêu mà người đó cũng ai nước yêu lại thì nó có phải tâm xả không? Không phải tâm xả. Thì cái người tâm xả vậy, yêu mặc kệ, ghét mặc kệ, thì cái đấy là không yêu không yêu lại, ghét không ghét lại, thì đấy là tâm xả. Khi họ thành công họ cũng không thích thú, mà khi họ thất bại cũng không chán nản. Người ta không có khoe khoang mà cũng không kêu ca. Người tâm xả, người mà bình thường mà không có tâm xả thì khi mà mình có được cái gì đó đi khoe khắp thiên hạ luôn, mừng thích mà. Còn nếu mà có một cái chuyện gì buồn buồn, bắt đầu đi kêu ca phàn nàn, than vãn, người đấy là tâm gì? Thì cái người có tâm xả là vậy, người ta không kêu ca không phàn nàn, không gặp có cái chuyện gì người ta cũng không có oán trách ai, không có than phiền gì hết, mà người ta có được cái gì người ta cũng chẳng bao giờ đi khoe khoang khoác loác này. Thì đấy là cái người có tâm xả. Khi mà hơn thì họ không ngã mạn, khi mà thua người thì họ không có ganh đua. Cái người có tâm xả là vậy, họ không có thấy có cái sự hơn thua gì cả. Cho nên là người ta hơn người, người ta không có bao giờ ngã mạn, không bao giờ khinh người. Mà người ta có thua người, người ta không bao giờ có hổ thẹn, người ta không bao giờ nghĩ là mình là đang thua người, mà cũng không bao giờ nghĩ là mình đang hơn người. Mà người ta nghĩ bình đẳng. Người có tâm xả là bình đẳng. Người chú xả có tâm bình đẳng, có tâm bình đẳng với tất cả hữu tình, không có cái hơn thua, không có ai là hơn ai hết. Không quan tâm đến ai giàu ai nghèo hết. Bây giờ bắt đầu gặp ai cũng phải quan tâm biết người này giàu hay nghèo. Thì là có vấn đề gì? Quan tâm đến người ta giàu hay nghèo là quan tâm đến cái gì? Bắt đầu quan tâm đến người này có đẹp hay xấu này. Bắt đầu đi đâu gặp cái người về cũng hỏi, không biết là cũng phải dò na trước cái người này giàu hay nghèo, người này đẹp hay xấu. Người tâm sản thì không quan tâm đẹp hay xấu. Không quan tâm là nổi tiếng hay không nổi tiếng. Phải biết là cái người này nổi tiếng bắt đầu mình chơi, người này không có tiếng tăm thì chơi làm gì. Đi chỗ khác tìm những người nổi tiếng để chơi. Người đấy không phải là xả là không quan tâm giàu nghèo đẹp xấu hay nổi tiếng hay không nổi tiếng gì hết. Không quan tâm giàu nghèo vì họ không có quan tâm vật chất, ham vật chất. Không quan tâm đẹp xấu vì không ham sắc đẹp. Không quan tâm nổi tiếng vì không có ham danh vọng. Không quan tâm người có uy quyền hay không có uy quyền. Người này có làm chức quan, chức tướng gì không? Không quan tâm vì không có ham quyền lực. Họ chỉ thấy tất cả chúng sinh đang tạo nghiệp và đang thọ nhận quả của nghiệp mà thôi. Chứ họ không có bị dao động bởi những cái chuyện là đẹp xấu, khen cái chuyện là giàu nghèo gì hết, chuyện là hơn thua cao thấp gì hết. Và người có chú tâm xả thì không thương và không ghét. Người có tâm xả vậy, không có thiên vị. Người này phải thương người này, phải ghét người kia. Tâm xả thì bình thường ai cũng như ai, không coi trọng những ưu điểm của ai nên không quá thương ai. Ví dụ mình thấy một cái người, người ta rất là tốt, sống rất là tốt, thì mình biết rằng cái người đó tốt thì người ta mai mốt thì được hưởng cái quả tốt đấy, hưởng cái phước đấy. Cho nên là người ta tốt với người cũng là tốt với chính mình mà. Còn cái người không chú trọng đến ưu điểm nên không thương, người chú xả không quá chú trọng vào khuyết điểm của ai nên không ghét ai. Ai mà có những cái tính xấu thì sau này phải chịu khổ, phải chịu cái quả báo rồi thôi. Cho nên là cũng không quá gay gắt với những cái tính xấu của người khác, mà cũng không quá là hoan hỉ với lại cái tính tốt của mọi người khác. Đấy là cái người chú xả. Cho nên là người chú xả không có ai quá thân, mà cũng không có ai là người thù.
người trú xả thì hiểu rất rõ về chúng sinh. Đấy, cái người có tâm xả, người ta dửng dưng nhưng mà người ta lại rất là hiểu đời và rất là hiểu người. Người ta biết rõ người này như thế nào, người kia như thế nào. Hoặc là cái người có tâm xả thì bao ai đến cô, ai đến cũng được, ai đi cũng được, rất là tự tại. Đấy, nhưng mà người ta lại rất là hiểu rõ ai là người như thế nào. Khác với người ngu si nhé, không biết phân biệt ai tốt ai xấu, ai tránh ai tà, nên không quan tâm đến ai. Người chú xả trái lại lại hiểu rõ chúng sinh, hiểu rõ thuộc về hạng người nào. Quan sát người đang thọ quả ở hiện tại thì biết trong quá khứ họ đã tạo nhân gì. Quan sát những người đang tạo nhân ở hiện tại thì biết tương lai họ sẽ thọ cái quả báo gì. Người có tâm xả hiểu rõ về chúng sinh nên tâm tự tại, không bị dao động với ai, không bị dao động với bất cứ ai ở đời. Có người thường gây cho mình sự khó chịu, tức giận, buồn phiền, bây giờ muốn buông xả thì mình phải làm sao? Buông xả đi, buông xả, buông xả. Ví dụ bây giờ có một cái mối thù truyền kiếp, ví dụ như là có những cái người mà trước kia người ta con vua cháu chúa, người ta bị những cái thế lực khác nó nổi lên nó cướp mất ngôi, bây giờ đến đời cha truyền con nối về truyền nhau là phải báo thù để khôi phục lại cái sự nghiệp. Nhưng mà chiến đấu mãi nó mệt mỏi, giờ muốn buông xả đi thì phải làm sao? Buông xả thì hận thù đi. Nên bây giờ có mình mà hay tức giận ấy, hay buồn phiền như vậy, bắt đầu mình muốn buông xả được thì mình phải quan sát, phải xem tức giận đó nguyên nhân gì, tìm ra cái nguyên nhân ấy. Nếu người đó hay sân, hay gây sự khiến mình tức giận thì phải đại tâm từ, thì nó hết cái sân ấy đi. Nếu mà mình có ác cảm với người đó thì đại tâm bi thì nó sẽ hết ác cảm đi. Có những người mình ghét là do người ta hay gây sự với mình, thì bây giờ mình gây đại tâm từ đến họ thì họ sẽ hết. Có những cái người mình ghét là do mình tự muốn gây sự với người ta, tự mình có ác cảm với người ta, mình muốn gây xích mích, mình muốn gây chuyện với người ta, thì lúc đấy mình muốn buông xả được cái tâm đấy thì phải đại tâm bi, thấy người đó là đáng thương, mong cho họ thoát khổ đau. Mình khó chịu với người đó vì cái người đó có nhiều ưu điểm hơn mình, khiến cho mình ghen tị. Bây giờ mình muốn buông xả được cái tâm đấy đi thì mình phải mong cho người này không phải sa địa thành công đã đạt được, mình hoan hỉ với cái thành công của người đó. Nếu mình thương người đó nhưng họ không thương lại mình lại thương người khác khiến cho mình tức giận, thì mình phải đại tâm xả. Ví dụ bây giờ mình quý người ta mà người ta không quý lại mình, làm cho mình tức, thì bây giờ phải xả đi, buông xả đi, buông xả người đó đi là hết. Người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì có cái sự mình tìm ra được nguyên nhân rồi thì nó sẽ rất là dễ, nó rất là dễ đối trị, đối trị được nó. Còn nếu mà mình không biết cách dùng, mình không biết vận dụng đúng pháp thì nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng mà không tìm ra được cái lối thoát. Có người thường hay quan tâm lo lắng cho những người thân, nghĩ rằng nếu không có mình thì những người thân này chắc khổ lắm. Sự quan tâm như vậy có đúng không? Mà có tốt không? Giờ mình rất là quan tâm đến người thân, nghĩ là bây giờ mình bảo mình đi đâu mà không thể đi được, bây giờ bảo bây giờ có muốn đi xuất gia mà không thể đi được vì còn nhiều đứa con phải lo cho chúng nó, không có tôi thì chắc chúng nó khổ lắm. Và rất nhiều những cái người thân của mình, để mình đi mà không có mình thì không biết là người ta sống làm sao. Mình quan tâm lo lắng như vậy thì cái sự quan tâm đấy mình nghĩ là không có mình thì họ sẽ khổ, mình nghĩ như vậy có đúng không? Mình nghĩ là chắc là bây giờ không có mình thì người này khổ lắm, người này chắc là đang mong mình lắm, đang nhớ mình lắm, đang cần mình lắm, mình nghĩ vậy có đúng không? Mà có tâm như vậy thì có tốt không? Sự quan tâm như vậy nó thuộc về tham ái và dính mắc. Quan tâm đấy là tham ái và dính mắc, khiến cho người quan tâm và người được quan tâm đều khổ. Quan tâm quá cũng làm cho cái người được quan tâm ấy có hạnh phúc không?
quan tâm, như vậy là cả hai làm cho trói buộc, cái sợi dây trói buộc nó trói buộc cả hai, người quan tâm khổ, người được quan tâm cũng khổ, hai người cứ phải làm sao để cho nó làm hài lòng nhau, nó mệt. Vì sự thật là mỗi người đều đang sống với cái nghiệp nhân và nghiệp quả của chính mình. Mỗi người đang sống với cái nghiệp của chính mình, ai cũng có cái nghiệp của chính mình. Bây giờ có cái câu chuyện là ở Việt Nam mình hay có cái món dưa hấu, mà dưa hấu mà người ta gọi là cái dưa gì, dưa mi tiên, mi ăn tiên, cái câu chuyện gì đấy. Và cái chàng này là khi mà đi vào làm rể vua mà lúc nào cũng cứ nói cái câu là mình là sống với cái nghiệp của chính mình, còn ai cho cái mình cũng mình an vui hạnh phúc là do mình, không phải là có ai ban bố cho mình hết. Thì ông vua ông nghe đấy, vua thì ông nghĩ là mọi người sống xung quanh là nhờ cái bổng lộc của ta, không có ta thì chúng mày khổ lắm. Thế cái ông vua thì ông sẽ nghĩ thế, ông bảo tất cả các cái quan thần tướng sĩ ở trong triều này nhờ có mình cho nên là họ mới được hưởng vinh hoa, nếu không có mình thì người ta cũng tàn cũng khổ. Nhưng mà có thằng con rể thì nó lại không nghĩ thế, mà nghĩ thế mình sướng khổ là do mình, chẳng phải do ai, thì ông mới đẩy nó ra ngoài đảo ấy. Vì sao nó trồng dưa thì nó cũng trở thành triệu phú. Thì là cái nghiệp của thì là đấy là cái người nó sống với cái nghiệp của chính mình là vậy. Không phải nếu không có ông vua đấy thì nó vẫn sướng. Nên là nhiều cái người ta sinh làm hoàng tử công chúa nhưng mà người ta vẫn nói rằng là đây là không phải là con nhờ vua, nhờ cha gì cả, mà đây là do những cái thiện nghiệp của con đã tạo trong quá khứ. Bây giờ được hưởng phước là do những cái thiện nghiệp nó trổ quả thôi. Còn nếu bây giờ không tin thì cứ đuổi nó ra mà xem. Đuổi nó đi chỗ khác thì nó vẫn sướng. Đi chỗ khác nó vẫn gây nên sự nghiệp. Đấy nó là do cái thiện nghiệp nó cho quả. Có hai gia đình này. Một gia đình thì mọi người đều sống với nhau bằng tình thương, yêu, quan tâm, chiều chuộng, gắn bó, khăng khít với nhau. Và có quan niệm là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Bây giờ có một cái người khổ là tất cả mọi người phải khổ theo. Bây giờ có một người ốm là tất cả mọi người nhịn ăn hết. Nhịn ăn hết để chia buồn. Chia buồn cho người ốm. Một gia đình thì sống với nhau bằng cái tâm thản nhiên tự tại, không quá bận tâm đến nhau. Ngựa đau thì nghỉ, ngựa khỏe ăn dùm. Phải không? Người đấy ốm người ta không ăn được thì người khác, người khỏe ăn hộ cho. Bình thường thì có sao đâu, phải không? Thì bây giờ trong hai gia đình ấy, gia đình nào sẽ hạnh phúc hơn? Hai gia đình nào hạnh phúc? Cái người mà bây giờ một người ốm mà bây giờ có một đội quân mình là đang đi chiến đấu, nên là có mấy người hy sinh này, thế là tất cả quân lính bảo tôi đau buồn quá, hôm nay không ăn thì để chia buồn với đồng đội, mai giặc nó đến thì có đủ sức mà đánh lại không? Như vậy là chết phải không? Vậy thì tham ái đấy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đấy là cả đàn ngựa tham ái đấy, tham ái nó chết sạch luôn đấy. Người ta không ăn thì mình ăn hộ người ta, phải không? Khỏe mình còn chống đỡ lại được chứ. Người ta ốm thì người ta nghỉ rồi thì mình phải ăn nhiều hay lên để mình làm nhiều hơn, mình gánh vác cái phận sự người ta nữa. Chuyện bình thường có phải không? Vậy thì tâm xả nó sẽ an nhiên hơn. Thế còn cứ thương quá là nó khổ. Đấy, cho nên là ái là nhân của khổ là vậy. Thương nhau là khổ chứ không phải thương sướng. Cho nên thương vừa vừa thôi, sống thản nhiên tự tại thôi. Thì nó không sao. Gia đình thứ nhất có niềm vui thì tất cả cùng vui, khi có một người khổ thì tất cả sẽ khổ theo. Vậy họ sẽ muốn mọi người phải làm theo. Ai cũng muốn mọi người làm theo ý mình. Nếu mỗi người một ý thì họ sẽ hành hạ nhau. Cái người mà thương nhau ấy thì người ta bắt là ý của tôi thế này mọi người phải theo. Ai cũng muốn là mọi người phải theo mình. Nhưng mà đến lúc mà không ai theo ai, bắt đầu lúc đấy họ mới cãi nhau, chửi nhau, mắng nhau. Cho nên là những cái đôi nào mà cái lúc mà mới lấy nhau mà càng yêu nhau thì sau này về thì càng cãi nhau nhiều, càng chửi nhau nhiều. Thế bây giờ mình thấy những cái nhà người ta chửi nhau thì mình thấy là người ta bảo sao hai đứa này nó không yêu nhau, có phải trách nhau vậy đâu được không?
Không phải đâu, mà người ta yêu quá bây giờ nó mới chửi nhau. Nó cứ tưởng là hai là một được ấy. Nó cứ tưởng là hai cái tâm này nó về nó sẽ hòa hợp với nhau, nó như một được. Mình bảo sao người kia sẽ nghe mình y như vậy. Người kia hy vọng là sau này mình về mình bảo sao nó nghe y như vậy. Nhưng mà không ngờ được về rồi là sống với nhau này thì nó không hòa hợp được cái tâm. Mỗi người một ý thì bắt đầu mới cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau. Vậy càng thương nhau thì sẽ càng ghét nhau. Gia đình thứ hai sống với tâm xả, hiểu rõ về nghiệp nên họ sống tùy thuận nhân duyên. Chấp nhận tất cả những chuyện vui, chuyện buồn xảy ra. Chấp nhận cả những ưu điểm và khuyết điểm của người khác. Cho nên là họ thản nhiên. Chuyện vui buồn xảy ra với từng cá nhân họ thản nhiên, không có gì, không có chuyện gì to cả. Không bị dao động trước những thăng trầm của cuộc sống. Không có bị dao động. Chẳng may mà bây giờ trong một cái nhà mà có một người chết, thấy cả nhà lên khóc. Nhưng mà có một cái nhà bên cạnh có một người chết mà thấy mọi chuyện nó vẫn như bình thường, không có gì cả. Họ vẫn sinh hoạt bình thường. Thì mình sẽ đến hai cái nhà đấy, mình sẽ khen nhà nào và chê nhà nào. Mình sẽ đến cái nhà mà có người chết mà không ai khóc, thế một cái nhà chết mà cả nhà khóc, thì mình khen cái nhà nào? Khen cái nhà khóc hay là khen cái nhà mà người ta không khóc? Có người sẽ khen cái nhà khóc là ôi cái nhà này có hiếu, có tình thương, người ta xót xa với cái người thân bằng chết thì phải có người xót xa như vậy. Nhưng mà cũng có những người thì chê vào cái nhà này bi lụy, tục lụy, vô minh quá, tham ái, chấp thủ quá. Người sinh ra thì phải chết đi, tại sao mà khóc, người ta có sống lại được đâu mà khóc. Thế thì nó sẽ có những người khen người chê như vậy. Còn đến sang cái nhà mà có người chết mà chẳng ai khóc, mọi chuyện vẫn cứ bình thường. Thì cũng có người khen mà ô công nhận cái nhà này có cái xả tốt, tâm buông xả, hiểu đời, biết là ai sinh đã phải chết, cho nên chết là chuyện bình thường, có gì phải khóc. Mà cũng có người chê cái nhà này vô cảm, chắc là toàn những cái người người ta hung dữ lắm, nên cho nên là người ta chẳng biết thương ai, sống là người ăn không thương thì sao người ta thương người đời được, người dưng được. Thì sự đời là như thế. Thế thì bây giờ mình sống làm sao để mà chiều đời đó, mình có phải sống để chiều đời không? Thế là bắt đầu, thế thì bắt đầu cái người mà người ta hay khen người khóc ấy, thì người ta đến thì mình giả vờ khóc tí cho người ta khen. Những cái người mà người ta hay khen cái người không khóc thì người ta đến thì mình lau nước mắt đi, mình cười cười tí cho người ta khen. Thì ở đời người ta hay sống để mà gọi là sống gió chiều nào che chiều đấy đấy. Người ta sống với đời, người ta đối phó với đời là chính. Còn sống thật tâm mình thì mình có khóc không? Thật tâm mình mẹ chồng chết mình có con dâu khóc không? Cười thầm ở trong. Có những cặp vợ chồng lấy nhau rồi chia tay nhau rồi thì có phải buông xả không? Bây giờ thôi bây giờ mình chia tay nhau thì có phải là hãy buông xả cho nhau, thì lúc ấy có phải là buông xả không? Vậy lúc ấy là cái gì? Có rất nhiều cặp vợ chồng lấy nhau một thời gian rồi buông đường ai đấy đi, thì cái đấy là gì đấy? Cái đấy là ghét nhau hay là xả nhau? Ghét nhau thì chia tay nhau hay là xả nhau đây? Nếu chia tay rồi đi xuất gia tầm đạo giải thoát thì đó là buông xả, buông xả dục nạp ở thế gian. Còn nếu chia tay rồi đi kiếm người khác thì đó là đại ái, xả cái ái nhỏ để tìm cái ái lớn. Cái ái này nó chưa đủ cho nên phải đi tìm cái ái khác. Thì nó hai cái trạng thái như vậy. Ai mà bỏ được cái người bạn đời rồi đi xuất gia thì người đó là buông xả tốt, đấy là đi vào đúng đường đạo. Còn bỏ rồi xong là đi kiếm người khác thì đấy là còn tham ái lớn quá. Một người từ bỏ hết người thân, bỏ tài sản, bỏ sự nghiệp, bỏ thế gian để đi xuất gia tầm đạo giải thoát thì có phải là xả vô lượng tâm không? Có phải là cái tâm xả vô lượng vô biên không? Bảo ôi cái người này sao mà có cái tâm xả cao thượng, cao quý thế. Tâm xả thật là vô biên, xả được hết mọi thứ. Xả hết cả vợ con, nhà cửa, xả hết cả gia tài, sự nghiệp, xả hết tất cả mọi thứ đi, không còn luyến tiếc một cái gì. Thì cái đấy là tâm gì? Nó phải tâm buông xả không? Nó là tâm xả nhưng nó không phải là xả vô lượng.
đó là tâm xả ni các cái dục lạc ở thế gian, xả ni ngũ dục, không phải là tâm xả vô lượng. Tâm xả vô lượng là cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, không thương không ghét bất cứ ai ở đời. Nếu an trú trong trạng thái tâm xả thì mình có đạt được giải thoát và giác ngộ không? Mình cứ xả như vậy, cứ giữ cái tâm xả này, mình không yêu không ghét ai, lâu ngày mình có giác ngộ đâu. Tâm xả này nó cũng không phải là đi đến giác ngộ, cái tâm xả này nó chỉ là chế ngự, tâm xả này nó chỉ là tương đối thôi. Tâm xả có đối tượng là các hữu tình, cũng là một cái pháp chế định tương đối, nó chỉ là trạng thái xả tương đối chứ không phải là một cái trạng thái xả tuyệt đối. Cái hành thiền tâm xả này nó chỉ đạt được cái mức độ xả tương đối, bởi vì cái đối tượng của nó là những hữu tình, là những chúng sinh, là tất cả chúng sinh. Đấy là một cái pháp chế định, nó cái pháp này nó là pháp tương đối chứ không phải pháp tuyệt đối. Cho nên là cái xả này nó chỉ đạt được cái xả tương đối, tức là nó chế ngự được cái tham và cái sân ở cái mức tương đối tạm thời rồi, chứ nó không có chế ngự được tuyệt đối vĩnh viễn. Lúc nào đấy mà mình không an trú, mình không hành thiền tâm xả nữa thì cái tâm tham với sân nó vẫn khởi lên, nên nó thiền tâm xả nó chưa phải đi đến giác ngộ. An trú trong pháp xả thì mới đạt được giác ngộ. An trú ở cái pháp gì thì đạt được giác ngộ? Phải an trú trong cái pháp chân đế, pháp mà cái sự thật tối hậu, nó mới đạt được sự giác ngộ. Buông xả với danh sắc chân đế thì mới đạt được sự giác ngộ. Khi nào mình buông xả được với danh sắc, mình thấy chúng sinh chỉ là danh và sắc. Còn mình thấy chúng sinh có người nam, người nữ, có người cao thượng, người hạ nhiệt, thì đấy là cái pháp chế định. Cho nên nó chỉ xả ở mức độ tương đối. Còn khi nào mình thấy tất cả chúng sinh không có, không phải là nam, không phải nữ, không phải là không có cao thượng hạ nhiệt gì hết, chỉ là danh và sắc thôi, thì lúc đấy mình buông xả được với cái danh sắc đấy thì nó mới đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát, nó mới đạt được cái tâm xả tuyệt đối. Vậy cho nên là phải hành thiền tâm, phải hành thiền phân biệt danh sắc, sau đó mình mới quán cái sự vô thường, khổ vô ngã trên cái danh sắc đấy, thì nó buông xả được cái danh sắc, buông xả cái tham ái với danh sắc đấy thì là giác ngộ giải thoát. Người đạt đến sự giác ngộ thì nó sẽ cũng là buông xả, nhưng mà lúc ấy nó xả cái gì? Nó sẽ xả, người giác ngộ nó buông xả hết phiền não, hết tham sân si, buông xả chấp thủ và năm uẩn, buông xả yêu ghét, không vui không buồn với bất cứ ai. Một người đã đạt đến giác ngộ thì thể nhập với tâm xả, luôn an trú trong tâm xả, và đó là xả tuyệt đối. Còn thiền tâm xả nó chỉ là xả tương đối, cái mức độ của tâm xả. Bây giờ cái người mà có tâm xả, người giới hạn, cái tâm xả nó có những cái giới hạn của nó. Giới hạn cao nhất của thiền, của các cái tứ vô lượng tâm này, nó có giới hạn. Giới hạn cao nhất của bốn vô lượng tâm, bốn vô lượng tâm mà tu nó không đạt đến giác ngộ, vậy thì nó đạt đến cái gì là cao nhất? Ví dụ từ vô lượng tâm có giới hạn cao nhất, nó là vẻ đẹp. Cái người mà hành thiền tâm từ, cái người hành thiền tâm từ thì sẽ tạo được cái nhân đó là rất là đẹp ở trong tương lai. Và bản thân cái người mà hành thiền tâm từ thì cái khuôn mặt nó rất là khả ái, và trong tương lai cái người đó sinh ra sẽ rất là xinh đẹp, và trong cái tâm của người đó sẽ hướng đến cái đẹp. Cái người hành thiền tâm từ bây giờ người ta thích đẹp, thích hoa, thích ngắm hoa, hoa đẹp mà. Đã ưa tịnh tướng, thích mặc quần áo đẹp, thích nhà ở nhà cửa phải sạch đẹp. Người tâm từ người ta chỉ quan tâm đến khía cạnh đẹp, người ta không quan tâm đến khía cạnh xấu. Cho nên là cái tâm người ta rất là người ta hướng đến cái đẹp nhiều. Và khi mà thực hành thiền ấy, thì người ta phải hành những cái thiền gì nó mang cái tính màu sắc, hoặc vì cái người đó trở nên rất quen thuộc với cái đẹp rồi. Cho nên là khi mà hành thiền thì người đó phải hành thiền các ca si ná màu, đen vàng đỏ trắng. Hành các ca si ná đấy thì họ sẽ đắc thiền các ca si ná rất là dễ. Thế là với cái người hành thiền tâm từ, hành thiền tâm từ người ta không quan tâm đến. Mà người khác thì ai cũng có mặt xấu mặt tốt, nhưng mà cái người tâm từ người ta không quan tâm đến mặt xấu, người ta chỉ quan tâm đến mặt tốt. Với họ ai cũng tốt, ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết. Bi vô lượng tâm có giới hạn cao nhất là hư không vô biên. Người an trú tâm bi thì luôn thấy
vô vàn những nỗi khổ hiện diện nơi cái xác thân. Người tâm bi thì lại khác, người ta thấy rằng người có xác thân thì đẹp hay xấu cũng là khổ hết, nhưng người ta nhàm chán hết, người ta nhàm chán hết với cái tất cả những cái xác thân, không thấy ai là đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ. Người tâm bi thì nó lại thế. Cho nên là khi hành thiền tâm bi vị ấy dễ dàng tu chứng pháp không vô biên xứ. Họ chán đối với cảnh sắc. Người mà hành thiền tâm từ thì ưa thích với cảnh sắc. Vậy tâm từ với tâm bi thì tâm nào cao hơn? Tâm từ với tâm bi thì tâm nào nó cao hơn? Tâm bi nó cao hơn ha. Tâm bi cao hơn tâm từ. Tâm từ thì còn thích đẹp mà. Cho nên là bị dính với cái đẹp. Dính với cái đẹp cho nên là dính lại ở một cái cảnh sắc nào đấy. Ví dụ như giống như một con ong thấy bông hoa đẹp thì nó đậu vào đấy. Đậu vào đấy, cái bông sen đến buổi chiều nó chụp lại, nó bị nhốt lại trong đấy. Cho nên là cái người tâm từ là bị nhốt lại ở cảnh sắc. Còn những người tâm bi thì thấy cái gì cũng không thấy cái gì là đẹp, nó chán hết. Đẹp cũng khổ mà. Thì nhàm chán hết rồi bắt đầu bay vụt lên hư không, không có đậu vào đâu hết. Không đậu vào đâu nữa thì bắt đầu bay lên hư không vô biên, trú vào không vô biên xứ. Cho nên người có tâm bi thì đắc được không vô biên xứ rất là dễ dàng. Hành thiền cái pháp thiền không vô biên xứ sẽ đắc được cái pháp không vô biên xứ. Đấy là cái giới hạn của không vô tâm bi. Còn người có tâm hỷ thì giới hạn cao nhất là thức vô biên. Người có tâm hỷ thì luôn luôn an trú ở tâm hỷ, quen thuộc với trạng thái cái tâm vui mừng của chúng sinh. Người có tâm hỷ thì người ta rất là quan tâm đến tâm thức của những người khác. Người có tâm bi ấy, thì nhàm chán đối với cảnh sắc. Cho nên là thấy không có gì, thích cái trạng thái là không có gì. Nhưng với người có tâm hỷ thì lại rất là hay quan tâm đến tâm trạng của người khác và quan tâm đến các cái tâm thức của chúng sinh. Cho nên là cái người đó sẽ an trú vào trạng thái thức vô biên xứ rất là dễ dàng. Khi mà hành thiền mà thức vô biên xứ thì họ sẽ chứng đắc rất là dễ dàng. Với cái người mà hay có tâm hỷ, người có tâm xả vô lượng thì có cái giới hạn cao nhất là không có gì cả. Tâm xả cả hết thì không còn gì lại nữa, không giữ lại cái gì ấy. Người có tâm xả là vậy, không có giữ lại cái gì cho mình hết. Cho nên người có tâm xả có cái giới hạn cao nhất là không có gì cả. Phải không? Xả đến mức không còn gì để xả nữa mà. Người an trú tâm xả không chấp trước vào cái tốt và cái xấu, buông xả hết nên tâm chẳng vướng bận gì, nên họ dễ dàng tu chứng pháp vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là không có gì cả, không có gì cả. Đó là những cái giới hạn cao nhất của cái pháp thiền bốn vô lượng tâm này. Thực hành thiền tâm xả thì được lợi ích gì? Người hành thiền tâm xả có cái lợi ích, 11 lợi ích của pháp thiền tâm xả: ngủ trong an ổn vì tâm lý thanh thản, không yêu không ghét ai cả. Bây giờ một cái người mà mình ghét người khác thì mình ngủ có ngon không? Ngủ không ngon. Mà một cái người mà đang yêu người khác ngủ có ngon không? Ngủ cũng không ngon. Cái người mà không yêu không ghét thì sao? Nhắm mắt vào cái ngủ luôn. Vậy thì cái người có tâm xả này sẽ ngủ ngon nhất. Người này thức trong an ổn, mình không vướng bận với ai nên không ai nhiễu hại mình. Khi mình thức cũng vậy, không có vướng bận về chuyện của người này người kia hết. Cho nên lúc nào mình cũng bình yên, không có ác mộng. Người tâm giả không oan trái với ai nên là khi ngủ mình không có ác mộng gì hết. Được mọi người yêu quý, được mọi người kính yêu. Vì mình không tham lam, không sân hận nên được mọi người kính yêu. Mình không yêu mọi người, mọi người có yêu lại mình không? Bây giờ mình muốn cho mọi người người ta yêu quý mình hay là muốn cho mọi người người ta xả với mình? Bây giờ mình muốn yêu quý người khác hay muốn xả người khác? Thế giờ mình mà xả người khác thì người khác sẽ xả mình mà. Hai bên xả nhau thì nó sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà xả thì còn có kính không? Kính. Xả nhưng mà vẫn phải tôn trọng cung kính. Nhưng không phải là xả rồi chẳng kính ai, thấy ai cũng rừng rừng, cũng
cũng chẳng có, không có chào ai, không có tôn trọng ai nữa, mà mình vẫn phải kính những cái người đáng kính. Mình không tham lam, không sân hận nên được mọi người kính yêu, được chư thiên kính yêu. Chư thiên cũng quý trọng những người có xả tâm thanh tịnh, được chư thiên hộ trì. Chư thiên sẽ hộ trì cho những người có tâm hồn cao thượng thanh tịnh. Nửa khi giới chất độc không làm hại đến thân, khi tâm xả mạnh mẽ thì có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm của những cái chất độc khí giới bên ngoài, và tâm dễ đắc định. Vì tâm xả là cái triền cái làm chướng ngại cho định, đã được đè nén thì rất dễ tu tập định. Nét mặt kinh an, người có tâm xả sẽ biểu hiện ra nét mặt phúc hậu, dễ thương, dễ mến, khi mạng chung không rối loạn. Người có tâm xả đến khi mạng chung không có những biểu hiện sợ hãi, vì những nghiệp cho quả lúc cận tử là thiện nghiệp. Nếu chưa đắc định thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên, cõi Quảng Quả Thiên, tứ thiền của tâm xả. Một người đắc thiền tâm xả chưa chứng A-la-hán thì sẽ sinh về một cái cõi Phạm Thiên ở cõi tứ thiền, thì đó là 11 cái lợi ích của cái pháp thiền tâm xả. Thiền tâm xả vô lượng vô biên, không ganh tị, không yêu, không ghét bất cứ ai ở đời. Thiền tâm xả đấy là 11 cái pháp lợi ích của cái thực hành của cái người mà có cái tâm xả. Người có ai còn thắc mắc gì về tâm xả không? Đã hiểu về tâm xả chưa? Khởi lên được tâm xả không? Mai có buông xả được hết mọi thứ không? Buông xả được hết sự yêu ghét ở đời không? Chúc cho mọi người buông xả được hết hết cái cuộc đời này ha. Buông xả được hết mọi chuyện yêu ghét ở đời. Người hồi hướng ha.